Hôm nay, ngày 13 tháng 7, Công an huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ được nghi phạm Trương Trọng Tính, 21 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khi đang lẫn trốn tại thành phố Phú Quốc. Liên quan vụ án này, Công an huyện Đắc Đoa quyết định tạm giữ hình sự 4 người là bà Nguyễn Thị Duyên, 48 tuổi, ngụ thị trắng Đắc Đoa, chủ mưu vụ thuê giang hồ chém người, Trần Vĩ, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, Trần Đình Quân, 30 tuổi và Nguyễn Hữu Toàn, 21 tuổi, cùng ngụ thành phố Hà Nội. Trước đó, khoảng 17 giờ 55 ngày 30 tháng 6, người đàn ông đang ngồi uống cà phê ở thị trấn Đắc Đoa thì bị nam thanh niên mang theo hung khí la vào chém nạn nhân bỏ chạy thì bị những người này truy đuổi, chém nhiều nhát vào lưng. Hậu quả, nạn nhân bị nhiều thương tích, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, nhóm này lên ô tô bỏ trốn theo hướng công tâm Quảng Ngãi. Đến khuya ngày 7 tháng 7, Công an huyện Đắc Đoa phối hợp với các đơn vị Công an Quảng Ngãi vây bắt được 3 nghi phạm là Trần Đình Quân, Nguyễn Hữu Toàn và Trần Vĩ đang trốn trong khách sạn tại thị xã Đức Phổ. Công an huyện Đắc Đoa xác định bà Nguyễn Thị Duyên là người thuê nhóm giang hồ chém chủ nợ để dàn mặt nhằm giãn thời gian trả khoản nợ gần 2 tỷ đồng.